sức khỏe và sắc đẹp. Kim Anh rất vui khi được gặp lại các thính giả trong chương trình Sức khỏe và sắc đẹp. Cảm ơn sản phẩm NMI Golden Slim có chức năng giảm cân, kiểm soát cân nặng của công ty dược phẩm Anh Dũng đã tham gia đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ thì với chương trình này, Kim Anh cùng với bác sĩ Lương Lệ Hoàng sẽ gặp lại quý vị với một đề tài rất là gay cấn: tăng vòng nào mau kêu xe cấp cứu. Thật ra thì Kim Anh nghĩ với đề tài ngày hôm nay, không lẽ là bác sĩ Lương Lệ Hoàng lại muốn tiếp thị cho cái thước đo 3 vòng của phụ nữ. Bác sĩ có thể cho biết là ngay trong 3 vòng đó thì vòng nào được gọi là đáng lo nhất nếu mà nó vượt cái chỉ tiêu về mặt thẩm mỹ à, thưa bác sĩ? Thưa cô Kim Anh, thưa quý thính giả thân mến, thật sự nếu nói về thẩm mỹ thì người ta cần cái tỷ lệ cân đối của 3 vòng. Chắc cô Kim Anh cũng đồng ý là nếu trong 3 vòng đó mà nó tăng bất cứ cái vòng nào một cách thái quá thì chắc chắn không thể định nghĩa là đẹp. Nhưng nếu nói về mặt sức khỏe thì thầy thuốc cho là cái vòng mà quan trọng nhất để mà qua đó người ta đánh giá, tuy là gián tiếp nhưng mà tương đối chính xác về sức khỏe của người đó, đó là khi nào người ta tăng cái dòng số 2. Thì các thầy thuốc cũng đã ghi nhận là đã có một số trường hợp mà gây ra đúng là những cái hậu quả về mặt bệnh lý được ghi nhận ở những người mà trước đó cái dòng số 2 nó trong đỉnh mức bình thường, bỗng nhiên nó tăng. Và khi nó tăng nhanh trong thời gian ngắn thì đó là dấu hiệu báo động. Và thưa bác sĩ, thật ra thì Kim Anh nghĩ là chắc có lẽ là các thầy thuốc phải phát hiện ra một cái điều gì đó, cho nên mới đồng thanh báo động cho cái chuyện gọi là tăng cái vòng số 2 này, phải không ạ thưa bác sĩ? Khi bàn về chuyện tăng vòng số 2 thì tôi có thể nói với cô Kim Ánh là hết 10 người khi hỏi thì 9 người nghĩ là nói về cái vòng số 2 của phụ nữ. Trên thực tế thì cái chuyện tăng vòng số 2 mà bất lợi cho sức khỏe là của cả hai phái, mà trong đó nếu bỏ lên bàn cân thì coi chừng đối với nam giới sẽ còn nguy hiểm hơn nè. Các thầy thuốc sau khi ghi nhận có một cái mối liên hệ rõ ràng với những người đàn ông mà họ tăng cái dòng số 2 trong một tăng nhanh đó, tức là hơn 100 cm cái dòng bụng mà trong thời gian ngắn, thì họ lại là có thể nói không phải ứng viên tiềm năng thôi mà là khách hàng thân thiết của phòng cấp cứu vì lý do nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Ngay cả trong trường hợp mà họ trước đó không hề tăng mỡ máu nhưng mà có những người bỗng dưng tăng cái dòng số 2 đó, thì họ vẫn bị cái nguy cơ là thiếu máu cơ tim, nguy cơ là có thể đột quỵ chẳng hạn, mà thậm chí cao hơn những người trước đó là có đã tăng cholesterol rồi, tăng mỡ máu rồi, nhưng cái dòng số 2 của họ không có vượt quá cái định mức bình thường một cách thái quá. Riêng về phía phụ nữ thì có điểm ta ghi nhận là phụ nữ mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì rất dễ tăng dòng số 2. Dù là nhiều bà phải nhịn đói, nhiều bà phải cố gắng để giữ cái eo đó nhưng mà khó giữ. Thì những phụ nữ mà tăng dòng số 2 trong một thời gian ngắn, trong cái giai đoạn mà ở cái khúc quanh của cuộc đời mà bắt đầu có cái rối loạn về nội tiết tố nữ tính thì những người này là khi bước vào giai đoạn mãn kinh, hoặc những cái triệu chứng hội chứng mãn kinh như bốc quả, như đau xương, như mất ngủ, như cáo kỉnh, và nhất là dấu hiệu tình trạng gọi là khô các cái niêm mạc, chẳng hạn như khô cả cái niêm mạc âm đạo, thì tất cả dấu hiệu đó rõ ràng nó bộc phát nghĩa là nhanh hơn, và đồng thời nó có một cái cường độ cao hơn những phụ nữ mà tuy bước vào mãn kinh nhưng mà không tăng dòng số 2 một cách đột ngột. Dựa trên những cái kết quả nghiên cứu đó mà hiện nay thậm chí thầy thuốc người ta cho là khi bệnh nhân đến khám bệnh, bên cạnh các cái chỉ số sinh học, bên cạnh các cái dấu hiệu như huyết áp, mạch, thân nhiệt, thì thậm chí người ta đo cái dòng số 2 và giữ nó trong hồ sơ để mà theo dõi, mà cho thấy là coi nó thay đổi như thế nào. Thì cái thay đổi đây thì thường có điểm phải nói luôn là ít có ai mà càng song song với tuổi đời mà ít ai mà giảm dòng số 2 đó. Do đó người ta phải coi nó có tăng hay không, coi phụ nữ đã vượt qua cái mức 90 cm chưa, coi nam giới đã vượt qua cái mức 100 cm chưa, không phải để cho sau đó đi mua sợi dây dịch khác, hay là để khuyên bệnh nhân thắt lưng buộc bụng trong cái bối cảnh cái cuộc sống mà càng lúc kinh tế càng khó khăn, mà để xem đó như là một cái tiêu chí để người ta tìm cách là phát hiện cho sớm và cũng như để ngăn ngừa những căn bệnh nghiêm trọng mà trong đó đứng đầu chính là bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường và tình trạng sơ vữa mạch máu. Và thưa bác sĩ, chúng ta đang nói đến cái chuyện tăng cái vòng số 2. Kim Ánh đang quan tâm đến một cái chuyện nó hình như có một cái sợi dây nó liên kết rất là chặt chẽ, đó là cái chuyện tăng vòng số 2 với cái chuyện biến dưỡng chất béo. Người ta ghi nhận là một người bị tăng vòng số 2 đó thì thường thường là khó mà họ có một cái biến dưỡng chất béo mà lý tưởng. Hay nói cách khác là có khi là phải có cái rối loạn biến dưỡng chất béo trước đó, nhưng chẳng qua gì không có tham gia những cái mô hình tầm soát hay là mô hình khám sức khỏe định kỳ, thành ra người ta không phát hiện thôi. Ở đây có hai điểm mà thầy cần phải lưu ý là những người tăng dòng số 2
thì hầu như là họ có tăng cái chất mỡ trong máu. Nhưng mà khi tăng chất mỡ trong máu thì người ta chia hai nhóm. Nếu mà nhóm mà tăng dòng số 2 mà tăng cái chất mỡ gọi là chất mỡ toàn phần, cholesterol toàn phần mà các cái chất khác không tăng đó, thì cái nguy hiểm đó cũng không có bao nhiêu đâu. Bây giờ khi người ta tăng dòng số 2, tăng mỡ trong máu thì mỡ phải được ký gửi, mà cái nơi mà mỡ mà ký gửi mà có lẽ là thích chí nhất, an toàn nhất cho chất mỡ chính là dòng bụng. Vậy thì người ta phải tăng dòng số 2. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì đáng lo. Có khi cái nhóm số 2 người ta phân tích thấy là dòng bụng có tăng nhưng mà không tăng nhiều bằng dòng số nhóm thứ nhất đâu. Nhưng mà có cái khổ là khi người ta xét nghiệm máu lại thấy tăng những chất mỡ mà nó gây xơ giữa mạch máu. Chất mỡ đó là chẳng hạn như cái chất mà viết tắt trong cái giấy xét nghiệm máu là cái chất TGN, triglyceride hay là cái chất LDL chẳng hạn. Thì những người này phải coi chừng về mặt sức khỏe nhiều hơn, bởi vì họ có đứng, có thể nói họ có cái nguy cơ bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp và thậm chí nguy cơ ngay cả ung thư cao hơn cái nhóm là có thể cái dòng bụng nhiều hơn nhưng không tăng những chất này. Và cái điểm đáng kể là nếu người ta đi thầy thuốc đo cái dòng bụng của bệnh nhân dòng số 2 thấy tăng mà đồng thời xét nghiệm lại thấy trong máu có những cái chất này đó là thường nó xuất hiện ở những người là ngồi lâu, ít vận động, những người có thừa thứ đó là thừa stress và đồng thời thiếu thứ đó là thiếu ngủ, thì nó tăng những cái chất gọi là có tên là homocysteine hay là troponin, là những cái chất keo để nó dán cái chất mỡ vô thành mạch máu để khiến cho mạch máu trở nên xơ giữa. Chữ dán đây có nghĩa là ngay cả cái lượng mỡ bình thường đang chạy trong máu thôi nhưng vì thừa chất này thì nó dán vô thì mạch máu vẫn xơ giữa, chứ không nhất thiết phải nhiều cholesterol mới thành xơ giữa. Nói cách khác là nếu người đó đã thừa cholesterol mà lại còn thừa luôn cả troponin và homocysteine thì đừng lấy làm lạ nếu mạch máu nó mau tắc nghẽn. Thì đây nhiều đó như thấy là cái dòng số 2 rõ ràng nó liên quan tới biến dưỡng chất béo, nhưng mà đồng thời đừng vì lý do đó mà thấy tăng dòng số 2 thì nghĩ ngay là vậy thì chắc có lẽ là tôi nguy cơ lắm rồi, tôi phải lao dứt di chúc, thì không phải, mà trái lại là phải xem là cái lượng mỡ trong máu những cái chất nào nó tăng, chất nào nó giảm, tùy theo cái tình trạng đó, tùy theo cái loại mỡ trong máu mà cái loại gọi là cứng đầu như triglyceride chẳng hạn nó tăng thì người ta phải đáng lo nhiều hơn, người ta phải đến thầy thuốc để thầy thuốc và nó có khi phải áp dụng thuốc. Ngược lại nếu người ta tăng dòng số 2 mà người ta thấy chỉ tăng cái cholesterol toàn phần thì thường người ta chỉ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng, người ta cài trong cái chế độ dinh dưỡng những cái thực phẩm mà để giữ mỡ lại trong ruột để mà thải ra chứ đừng cho nó hấp thụ vào máu. Và người ta sử dụng phương pháp nữa là người ta đốt cho hết cái lượng mỡ thừa đi bằng cách vận động. Và người ta đã ghi nhận là chỉ bấy nhiêu thôi thường đã đủ để người ta giảm dòng số 2. À, thưa bác sĩ, rõ ràng cái chuyện tăng vòng số 2 thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe rồi. Nhưng mà bây giờ Kim Ánh muốn đặt một cái câu hỏi nó hơi rộng hơn một chút xíu. Nếu mà mình tăng cả 3 vòng thì liệu nó có gì bất lợi cho sức khỏe hay không? À, hay là nếu mà cứ tăng đều như vậy thì không có gì phải lo hết, thưa bác sĩ? Thật sự thì nếu một người tăng cùng một lúc 3 vòng thì thường thường cái người đó đang gặp cái khó khăn là rất ngại bước lên bàn cân. Vì cách mấy họ cũng phải thừa cân hay thậm chí béo phì mà có thể tăng cả 3 vòng. Chứ nếu so sánh một cách tương đối là nếu cái tình trạng tăng cả 3 vòng đó mà không đến độ đột biến thì không nguy hiểm mà những người không thậm chí giảm xẹp dòng số 1, xẹp dòng số 3 mà lại tăng dòng số 2 quá nhanh. Có một công trình nghiên cứu cho thấy là những người đàn ông mà bất ngờ mình nói một cách nghe nó bình dân tượng hình hơn là sao thấy cái mông nó lép xuống mà cái dòng số 2 tăng nhanh thì đó chính là đối tượng hàng đầu của tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Nếu như người đó đã có thêm tăng cholesterol, tăng acid uric hay có thêm bệnh tiểu đường nữa thì có thể nói là cái chuyện kêu xe cấp cứu chỉ còn là vấn đề không sớm thì muộn. Như thế ở đây cho thấy là vấn đề là nếu người ta tăng nhưng ở trong cái định mức nó tương đối cân đối thì coi vậy cũng ít lo hơn là bây giờ nó chỉ tăng có một dòng số 2 một cách nổi bật, thì đó là một điểm mà cho thấy là nên gõ cửa thầy thuốc cho sớm trước khi bệnh viện gõ cửa bệnh nhân. Làm gì mà lâu quá mới qua thăm chị vậy? Công việc em dạo này bận quá. Wow, mà dáng chị dạo này sao xinh vậy? À, bây giờ chị sử dụng thực phẩm chức năng NMI Golden Slim, giảm vài cân lấy lại dốc dáng, nhưng cơ thể chị lúc nào cũng khỏe. Công việc em nhiều ít vận động, em mập lên quá chị ơi. Sử dụng NMI Golden Slim đi, em sẽ thấy hiệu quả ngay. Đây là sản phẩm sản xuất tại Mỹ đó em. Wow, chất lượng vậy hả chị? Đúng rồi em, với tinh chất 7 loại thảo dược thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, sẽ hỗ trợ em ngăn ngừa mỡ và giảm cảm giác thèm ăn đó. Nghe chị giới thiệu thôi là em thích rồi. Chưa hết đâu nha, NMI Golden Slim còn giúp chị em chúng mình đẹp da và đốt cháy chất béo, giải độc cơ thể và tăng cường cholesterol. Cảm ơn bí quyết chị nha, em về mua ngay mới được. Ừ.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Sức khỏe và sắc đẹp. Chương trình đang được sự đồng hành của sản phẩm NMI Golden Slim của công ty dược phẩm Anh Dũng. Thưa bác sĩ, bây giờ thì quay trở lại với cái chuyện tăng vòng số 2 đây. Tăng vòng số 2 là một chuyện ai cũng thấy đau khổ hết nếu mà bị tăng cái vòng này. Đặt ra một cái câu hỏi mà ai cũng muốn đặt ra. Nguyên nhân vì sao lại tăng cái vòng số 2 này thưa bác sĩ? Có nhiều nguyên nhân khiến người ta bất ngờ, người ta thấy tăng vòng số 2. Cái nguyên nhân hàng đầu mà đáng lo đó chính là bệnh tiểu đường. Thứ hai nữa, người ta có thể, như đã nói, người ta có thể bị rối loạn biến dưỡng chất béo, như trong trường hợp một người viêm gan nhiễm mỡ, như trong trường hợp người ta có một cái bệnh gì đã liên quan tới chất mỡ trong máu. Và thứ ba nữa, cái nhóm thứ ba lại là cái nhóm chiếm tỷ lệ tương đối cao đó, những người bắt đầu bước trong giai đoạn mà bị dao động rồi đi lần đến chỗ thiếu nội tiết tố, chẳng hạn như phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, bây giờ mãn kinh, ở đàn ông bắt đầu tuổi mãn dục nam, thì tất cả những yếu tố đó khiến cho người ta dễ tăng vòng số 2 do rối loạn biến dưỡng chất béo. Chính vì vậy mà những nhóm đối tượng mà tôi vừa mới trình bày đó thì người ta phải dùng cái vòng số 2 như một trong những tiêu chí để theo dõi cái sức khỏe của đối tượng đó. Người ta đồng thời phải thấy rõ là người ta phải theo dõi luôn cả cái trọng lượng cơ thể và nhất là theo dõi luôn cả cái biến dưỡng chất béo mà thể hiện qua những cái xét nghiệm sinh hóa về chất mỡ trong máu. Mình xét nghiệm đây phải toàn diện, tức là phải xét nghiệm cả chất mỡ tốt và chất mỡ xấu, chứ không giống như là hiện nay mà trong đa số trường hợp xứ mình là cứ châm bẩm vào những cái chất mỡ xấu mà thấy có khi nó tăng chút thì lo, mà quên là cái người ta cần không phải chỉ là giảm chất mỡ xấu mà làm sao cải thiện, làm sao tăng được cái chất mỡ tốt mà viết tắt là cái HD. Bởi vì nếu cái cân đối đó mà nếu người ta làm được thì người ta mới thấy là người ta có thể giảm vòng số 2, chứ không phải là ta sử dụng phương pháp nào đó nghĩ là tôi ép làm sao để cho nó mỡ đừng tăng thì tôi sẽ giảm vòng số 2. Thì đừng quên như trong phần đầu tôi đã phân tích, có những trường hợp người ta hạ mỡ máu đó, hạ được cái cholesterol toàn phần nhưng nó lại tăng lên cái chất triglyceride là cái chất mỡ gây sơ vữa mạch máu, là cái chất mỡ mà gây tai biến mạch máu, thì chất đó lại đóng trong thành bụng. Mà cái chất này một khi nó đã đóng, ít khi nào nó có thể được quy động ra để mà làm giảm cái thành bụng. Vậy cách tốt nhất để điều trị mà đừng để điều trị mà tăng dòng bụng, tăng số dòng số 2 vì chất mỡ đó, cách tốt nhất là làm sao cho nó đừng tăng, chứ không phải đợi tăng rồi mới giảm. Dạ. Và trên thực tế thì Kim Anh thấy là có nhiều người cũng rất là đau khổ nếu mà đi điều trị cái tình trạng rối loạn biến dưỡng chất béo nhưng mà lại không giảm được cái dòng số 2. Thì cái việc này có thể đánh giá như là một cái hiệu quả trong cái việc điều trị hay không, thưa bác sĩ? Trước đây thì thầy thuốc cho là nếu tôi xét nghiệm máu trước đó và sau đó mà thấy là giảm được cái lượng mỡ trong máu thì xem như hiệu quả. Thì đến nay thì có nhiều cái quan điểm, có nhiều thầy, càng lúc càng có nhiều thầy thuốc cho là vẫn chưa đủ. Mà trái lại, một cái điều trị rối loạn biến dưỡng chất béo gọi là hiệu quả là khi nào người ta thấy người ta giảm được dòng số 2, hoặc bằng cách ăn uống cân đối hơn, hoặc bằng cách tăng cái vận động hơn, bằng cách sống sao cho bớt stress hơn, và nhất là áp dụng những cái hoạt chất sinh học để giúp người ta giảm cân. Mà giảm cân mà dựa vào cái khâu là tác động trên cái biến dưỡng chất béo, chứ không phải giảm cân bằng cách, có nghĩa là xả xuống bắp ra để thải ra cho nhanh, kết quả là giảm cân nhưng mà giảm cân trước mắt để rồi cuối cùng hại nhiều hơn lợi. Thì như vậy cho thấy là nếu người ta điều trị một cái bệnh gọi là rối loạn biến dưỡng chất béo, hay thậm chí những người thừa cân béo phì mà thấy có giảm cân đó nhưng không giảm được dòng số 2, thì vẫn chưa có thể xem đó là một cái điều trị với cái hiệu quả tối ưu như mong muốn. Mà trái lại, người ta điều trị có khi mà chất mỡ trong máu thấy mới giảm có một chút thôi, nhưng mà đừng lo, nếu thấy dòng số 2 không tăng lên, nếu thấy dòng số 2 thậm chí giảm xuống nữa thì đó chính là một dấu hiệu đáng mừng. Dạ. Và thưa bác sĩ, như thông lệ của những cái chương trình truyền thông y học mà bác sĩ đang thực hiện, thì kết thúc chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể có thêm một cái nhận xét gọi là tâm đắc gì với cái đề tài để chuyển cho các thính giả? Nếu cái thẩm mỹ, có thể nói những tiêu chí thẩm mỹ không phải chỉ ở phụ nữ, là cái tỷ lệ cân đối giữa ba dòng số 1, số 2, số 3, thì một khi mà có một cái dòng số 2 nó vượt ra ngoài cái dòng thẩm mỹ đó thì nó cũng là một dấu hiệu thể hiện cho thấy là mình có mất cân đối về một cái chuyện gì đó. Cái mất cân đối đây cần phải thấy là mất cân đối về mặt dinh dưỡng, mất cân đối về cái mặt sinh hoạt, mất cân đối về vận động, và luôn cả mất cân đối về hai mặt tâm thể. Vậy thì để điều trị mà cho dòng số 2 trở lại gia đình mức bình thường thì chắc chắn bệnh nhân sẽ phải cần một cái liệu pháp không phải chỉ thuần tí là tập trung vào chất mỡ, mà phải là một liệu pháp toàn diện, một liệu pháp mà an toàn. Và tại sao? Vì sẽ phải áp dụng tương đối dài lâu. Đến đây thì 15 phút của chương trình Sức khỏe và sắc đẹp cũng đã khép lại. Một lần nữa thì rất cảm ơn sản phẩm NMI Golden Slim có chức năng giảm cân, kiểm soát cân nặng của công ty dược phẩm Anh Dũng đã tham gia đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
Kết hợp Đông Tây Y trong điều trị là xu hướng của thế giới và Việt Nam, là giải pháp hiệu quả và an toàn. Việc kết hợp Đông và Tây Y trong những bệnh lý nào, hiệu quả ra sao? Cùng với vô vàn những thắc mắc liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, mời quý vị đến với chương trình Phòng Mạch FM được phát vào lúc 17 giờ cho đến 17 giờ 45 phút ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Chương trình được sự đồng hành của sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi của công ty Đông Dược Bình Đông. Sinh lực và sắc đẹp. Kim Ánh cùng với bác sĩ Lương Lệ Hoàng xin mến chào thính giả đang đến với chương trình quen thuộc, chương trình Sinh lực và sắc đẹp. Thưa bác sĩ Lương Lệ Hoàng, có thể nói là cái chuyện ngủ không ngon, ngủ ít hay là ngủ rồi nhưng mà thức dậy vẫn cảm thấy mệt, đó là một cái chuyện có vẻ như là nó cứ bình thường ở cái người cao tuổi thôi. Theo bác sĩ, chuyện này chúng ta nên được hiểu sao cho đúng đây ạ? Thưa quý thính giả, thưa cô Kim Ánh, nếu bạn đánh giấc ngủ của người cao tuổi đó, mà nếu mà mình sử dụng hai cái tiếng gọi là thông cảm thì thật sự không đúng, không hoàn toàn chính xác, mà phải theo tôi có phải nói là đồng cảm mới được. Thì người cao tuổi nhiều khi người ta mới thấy một phần là người ta thấy an ủi, một phần khác người ta giống như một cái khích lệ cho. Đã là người cao tuổi thì cơ thể khi đó đã bắt đầu tiến vào trong cái tiến trình lão hóa, nhiều nhiều hay ít tùy theo mỗi người. Nhưng cách mấy thì tế bào thần kinh cũng phải thiếu dưỡng khí. Cách mấy, dù là người đã uống nước đủ thì tế bào vẫn phải thiếu nước, nghĩa là cũng phải bị rối loạn chất điện giải. Chính vì vậy mà người cao tuổi, người ta không có cái số giờ ngủ, cần phải có số giờ ngủ nhiều như người còn trẻ. Nghĩa là số giờ ngủ họ tự động ít đi. Chính vì vậy mà họ có thể họ thức khuya hơn, dậy sớm hơn, hay cái còn khổ hơn nữa là họ ngủ sớm hơn. Nhưng họ lại dậy quá sớm thì dạ dạ, tất nhiên họ ngủ không được. Khi họ dậy quá sớm có thể họ cũng làm cái gánh nặng của những người lúc đó vẫn đang cần một giấc ngủ ngon. Có một điều đó, rất nhiều người cao tuổi bên cạnh đó còn có điểm nữa là họ ngủ không thể sâu được do những cái rối loạn về chất điện giải, nhất là rối loạn những cái khoáng tố đại lượng đó. Thì họ ngủ không ngon, họ ngủ không sâu, họ ngủ mà họ tự cứ như cảm giác là họ mất ngủ. Rất nhiều bệnh nhân cao tuổi đến thầy thuốc than mất ngủ, trên thực tế là có ngủ. Nhưng đối với người bệnh thì vẫn là không có giấc ngủ. Và kết quả cái điều trị đó sẽ không phải đơn giản, bởi vì người bệnh cho dù nhắm mắt ngủ mê vẫn cho là mình vẫn không ngủ. Và điểm nữa là khi cái người đó ngủ mà không, khi thức dậy mà có cảm giác là chưa ngủ hay ngủ chưa đủ hay vẫn còn thèm ngủ, thì cái người đó sẽ lừ nhừ, sẽ bần thần, hoặc ngược lại họ quạo quọ cáu kỉnh suốt ngày. Và một số người lớn tuổi nữa là vì trong ngày do không phải làm việc nữa thì có khi ngồi ngủ gà ngủ gật, hay thậm chí tệ hơn nữa là vì họ sợ là tối mất ngủ nên họ quyết định không ngủ trưa. Kết quả là tự họ sẽ gây ra một cái xáo trộn về nhịp sinh học, khiến cho cái trung khu điều khiển giấc ngủ nó không chịu phát ra cái tín hiệu mình gọi là nó khởi động cho giấc ngủ, hoặc nó phát ra tín hiệu trật giờ đi. Kết quả là người đó mới ăn cơm chiều chừng 5-6 giờ chiều thì lại sụp mi mắt xuống buồn ngủ, và 1-2 giờ sáng thì thức trào trào. Vậy thì ở đây phải thấy là đây là một chuyện mình phải thông cảm, là nếu có một người nào gọi là người cao tuổi từ 60-70 trở đi mà giấc ngủ bình thường thì chuyện đó mới lạ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là phải chấp nhận cái điều này, chấp nhận nó như là một chuyện trời kêu ai sớm hơn thì người đó ráng mà nói dạ, mà đây phải là một chuyện vẫn có thể điều chỉnh được. Nếu là làm sao để cho cái tế bào thần kinh của cái người cao tuổi đó đừng thiếu dưỡng khí, làm sao để cho cái dẫn truyền thần kinh nó chạy với một cái vận tốc mà như, gần như bình thường, và làm sao để cho cái trung khu điều hành giấc ngủ nó chịu khởi động ra một cái kích ứng để nhắc nhở cơ thể là bây giờ là giờ ngủ đây, và nó đừng có đánh thức người bệnh nhân quá sớm. Thì tất cả những điểm đó đều khả thi nếu người ta hiểu được cái cơ chế tại sao người cao tuổi dù là không bệnh vẫn phải bị xáo trộn giấc ngủ, nghĩa là phải mất đi chất lượng của giấc ngủ. Và thưa bác sĩ, trong phần trao đổi vừa rồi thì bác sĩ có nêu một cái cụm từ mà Kim Ánh thấy quả thật đúng như vậy. Tức là hiện nay có rất nhiều người cao tuổi đang chấp nhận một cái thực tế, đó là để giành lại giấc ngủ thì họ sẽ sử dụng những cái thuốc an thần, loại hóa chất tổng hợp. Thật ra thì có nên áp dụng cái biện pháp này cho người cao tuổi hay không ạ, thưa bác sĩ? Theo một cái cảnh báo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới là cái số người cao tuổi mà hiện nay sử dụng thuốc an thần, hay nói tiếng bệnh dân nôm na hơn cho dễ hiểu là thuốc ngủ, nghĩa là sử dụng những loại hóa chất tổng hợp để nó trấn áp, nó ức chế cái vỏ não để người ta đi vào trong giấc ngủ, đó là một con số rất cao.
Sở dĩ Tổ chức Y tế Thế giới thì cảnh báo là gì? Không phải là vì cái chuyện là cái số đó cao, mà cái số khác đáng lo hơn đó là cái tỷ lệ của những người bị lệ thuộc thuốc ngủ và những tỷ lệ của những nạn nhân do phản ứng phụ của thuốc ngủ hóa chất tổng hợp. Khi người ta dùng cái thuốc ngủ cho cái người cao tuổi, có nghĩa là người ta không thể giữ nguyên một cái liều lượng như vậy. Bởi vì cánh máy, mình nói theo tiếng bình dân, cũng phải tăng đô lên. Và tăng đô có nghĩa là phản ứng phụ nhanh hơn, có nghĩa là độc tính cao hơn. Và thậm chí có khi phải thay đổi luôn cả một cái loại thuốc ngủ mạnh hơn nữa, nghĩa là thuốc độc, độc càng độc hơn nữa. Và khi đó thì phải nhớ, đừng quên là cái cơ thể của người cao tuổi thì đằng nào cũng đã phải có bệnh này, có bệnh kia. Cái chức năng giải độc của trong cơ thể người cao tuổi, của lá gan, của trái thận, của khung ruột không thể còn tốt như lúc họ còn trai trẻ, còn xuân sắc. Như vậy thì cho thấy là đưa một cái hóa chất tổng hợp vào trong một cơ thể mà đã mệt nhoài rồi, một cái cơ thể mà không bệnh này cũng bệnh kia, thì thật sự đó là một cái giải pháp không thể gọi là thượng sách. Thưa bác sĩ, chúng ta đang nói đến vấn đề đó là dành lại giấc ngủ cho người cao tuổi. Thật ra thì còn có một cái giải pháp nữa mà nhiều người cũng đang lựa chọn, đó là sử dụng thuốc an thần. Rất nhiều người sử dụng nhưng mà thật ra bụng cũng đang rất là lo, bởi vì không biết là sử dụng thuốc an thần cho người già như vậy thì nó có để lại những cái vấn đề gì liên quan đến sức khỏe không ạ, thưa bác sĩ? Theo các cái nghiên cứu hẳn hoi, để cho theo cái tiêu chí khách quan thực nghiệm, nhất là khi người ta dựa trên một cái thống kê mà được thực hiện trong một thời gian dài với những cái đối tượng cao tuổi mà ở nhiều nơi, để đừng bị một cái kết quả mà người ta gọi là mang tính chất định kiến hoặc nó quá hạn hẹp, thì các kết quả nghiên cứu mà được đánh giá bởi các hãng bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi ở trên khắp ở Cộng hòa Liên bang Đức, trên tất cả các tiểu bang, và người ta dựa trên hơn 50 cái nhà dưỡng lão khác nhau để người ta đánh giá, để cho thấy là việc sử dụng cái thuốc an thần, mình gọi là thuốc hóa chất tổng hợp, để thuốc ngủ cho người già, chỉ nên được sử dụng một cách rất là giới hạn. Vì lý do là khi không phải dính đến chuyện lệ thuộc thuốc không, mà người ta ghi nhận có một cái mối liên hệ là những người mà sử dụng thuốc ngủ quá thường, hay thậm chí những người lạm dụng thuốc ngủ nữa, thì cái tỷ lệ trong cái số nhóm, cái nhóm đó mà bị tai biến mạch máu não, người ta trước đây người ta nghĩ nếu tôi cho người cao tuổi ngủ an thần yên hết thì chắc chắn tránh được đột quỵ, thì sai. Cái tỷ lệ tai biến mạch máu não do ở những người mà lạm dụng thuốc an thần loại hóa chất tổng hợp rất cao. Cái tỷ lệ thứ hai, cái nhóm thứ hai đó là nhóm nhồi máu cơ tim. Người ta ghi nhận đây là có những người trước đó không thấy dấu hiệu gì mà được phát hiện là bị thiếu máu cơ tim. Nhưng khi sử dụng thuốc ngủ một thời gian dài, cho dù là người đó không hề tăng mỡ máu, người đó cũng không hề là có thể nói là bị cao huyết áp nữa, nhưng họ vẫn là thuộc trong cái nhóm mà người ta phát hiện nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim, mà thậm chí thầy thuốc đội gọi là không rõ nguyên nhân. Bây giờ trước đó người ta vẫn lành mạnh, nhưng sau đó người ta nhận ra là có một cái mối liên hệ giữa cái nhóm mà bất ngờ bỗng nhiên thiếu máu cơ tim này, đó là mối liên hệ với việc sử dụng thuốc an thần loại hóa chất tổng hợp. Và thứ ba nữa là người cao tuổi, mà nhất là những người ở trong nhà dưỡng lão nữa, thì cách mấy họ cũng, cho dù nhà dưỡng lão được tổ chức khéo cách mấy, thì họ cũng phải ít nhiều cũng phải buồn. Bởi vì nếu mà họ có đầy đủ con cháu, họ đâu phải ở nhà dưỡng lão. Vậy thì cái nỗi buồn của họ là cái đòn bẩy nó đẩy dần họ vào cái con ngõ hẻm, mà mình có thể nói như con đường cục mà một chiều, đó là con đường trầm uất. Và ở đây người ta ghi nhận là những người mà sử dụng thuốc ngủ quá thường đó, lại là những người rất dễ bị trầm uất, chứ không phải người ta nghĩ là tôi uống thuốc ngủ cho ngon thì tôi sẽ không buồn, tôi không nhớ con, nhớ cháu nữa. Mà trái lại, việc sử dụng thuốc ngủ hóa chất tổng hợp, người ta, các nhà khoa học đã quả quyết là chính là đòn bẩy để nạn nhân sớm trở thành trầm uất. Thưa bác sĩ, phần phân tích vừa rồi của bác sĩ cũng cho thấy rõ ràng là nếu mà sử dụng cái thuốc an thần thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là rất dễ bị trầm uất. Điều đó đồng nghĩa với cái việc là giấc ngủ nó sẽ không có giá trị về mặt chất lượng. Như vậy thì Kim Ánh cũng muốn đặt ra một cái câu hỏi tiếp theo là nếu không nên dùng thuốc an thần, thuốc ngủ cho người cao tuổi thì liệu có một cái cách nào khác, hay là đành phải bỏ rơi ông bà trong cái tình huống này thôi ạ, thưa bác sĩ? Trước đây ra khi người ta không có hiểu về các cái hoạt chất sinh học đó, thì người ta cho là thuốc an thần làm giải pháp, ta biết chẳng hay, nhưng mà nó chẳng đặng định. Hiện nay thì thuốc an thần theo như cảnh báo các y sĩ đoàn chẳng hạn như ở châu Âu thôi, thì người ta chỉ dùng nó trong trường hợp bó buộc, và khi dùng thì thầy thuốc cũng đã được khuyến cáo là không được sử dụng trong thời gian quá dài, chẳng hạn như trong vòng 2 tuần thì phải tìm cho ra nguyên nhân cũng như tìm ra cách khác. Thì đây câu hỏi của cô Kim Ánh là có cách khác không? Câu trả lời là có. Có nhiều cách khác nè, để cho cái người cao tuổi họ lấy lại được cái chất ngủ, không phải đồng với một cái chất lượng mà hoàn toàn là tuyệt đối như là lúc người ta khỏe mạnh, nhưng một chất lượng mà người ta chấp nhận được để cho cái cuộc sống đó vẫn có ý nghĩa đó. Thì người ta có thể là những cái chuyện là phải động não người cao tuổi qua những cái bài tập, những chương trình mà người ta tham gia một cách với cộng đồng, với tập thể,
Thứ hai là người ta có thể sử dụng những phương pháp không dùng thuốc. Chẳng hạn như hiện nay các y sĩ đoàn ở châu Âu họ cổ động cho phương pháp dưỡng sinh, cho thiền định, cho yoga, cho, và nhất là luôn cả cho chăm cứu trong trường hợp mà cái mất ngủ nó gọi là có thể nói là rõ ràng. Cách thứ ba nữa mà bây giờ đến cả lúc thầy thuốc, càng có nhiều thầy thuốc áp dụng, đó là người ta ghi nhận là ở những đối tượng cao tuổi mà có bị rối loạn chất lượng của giấc ngủ thì hầu như có đi kèm với cái rối loạn của một số khoáng tố đại lượng và dư lượng. Mà nếu nói riêng về khoáng tố đại lượng thôi thì hai cái khoáng tố nổi bật mà nó bị xáo trộn với người cao tuổi mà khiến cho họ mất giấc ngủ chính là canxi và magie. Và khi người ta đưa vào điều trị bằng cái tập hợp nhiều khoáng tố, trong đó chẳng hạn canxi, magie, và đặc biệt khéo nữa là người ta thêm chút phốt pho để cho canxi và magie được tác dụng nhanh hơn, mạnh hơn, kéo dài hơn, thì người ta ghi nhận là có một số trường hợp đáng kể là người cao tuổi lấy lại được cái chất giấc ngủ với chất lượng gần như mong muốn, hay thậm chí như mong muốn nữa trong một số trường hợp, nếu như họ trong cái phác đồ điều trị của họ, phác đồ điều trị một cái nhiều yếu tố đó có luôn cả ba cái khoáng tố đại lượng canxi, phosphor và magie. Rất cảm ơn thông tin mà bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã chuyển đến cho thính giả. Mang thai và làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Thế nhưng, trong giai đoạn thai kỳ, ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt, vận động như thế nào, làm sao để giảm các triệu chứng nghén, bổ sung khoáng chất cho thai phụ là hàng loạt câu hỏi mà thai phụ nào cũng băn khoăn. Mời quý vị đến với chương trình Sống Khỏe phát lúc 11 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp về vấn đề sức khỏe của thai phụ, vấn đề sức khỏe sinh sản qua số điện thoại 3910 4866. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Sinh Lực và Sắc Đẹp. Chương trình được phát vào lúc 9 giờ 45 phút của ngày sáng thứ Năm và phát lại với khung giờ 7 giờ 15 của ngày sáng thứ Hai tuần sau. Thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng, trong phần phân tích vừa rồi thì bác sĩ cũng đưa ra một cái giải pháp để mà hỗ trợ cho giấc ngủ của người cao tuổi, đó là chúng ta sử dụng khoáng tố đại lượng. Thật ra thì Kim Ánh đang quan tâm đến một cái khía cạnh nữa, đó là khi mà dùng những cái khoáng tố đại lượng này thì phải cần bao lâu thì mới ghi nhận được cái hiệu quả của nó, thưa bác sĩ? Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với câu hỏi của Kim Anh là nếu người ta mất ngủ đến thầy thuốc cho một thứ thuốc gọi là an toàn, phù hợp với nhịp sinh học, nhưng mà với một lời hứa là ráng uống đi, chừng cỡ 2 tháng thấy tác dụng thì tôi cho là cái lời hứa đó chắc khó mà có thể gọi là đáng tin hay là thậm chí mà đáng yêu nè. Vậy thì ở đây câu hỏi là của cô Kim Ánh đã được trả lời qua những cái công trình nghiên cứu coi về việc áp dụng cái bộ ba canxi phosphor magie, cho thấy là cái tác dụng mà người ta thấy người ta ngủ lại dễ hơn, người ta ngủ lâu hơn và người ta ngủ ngon hơn, nó được ghi nhận trong một thời gian tương đối ngắn. Thời gian đó thường thường có thể nó không lâu hơn 5 ngày dùng cái bộ ba đó thì người ta đã ghi nhận. Và đi khi nếu dùng tới ngày thứ 10 thôi thì người ta thấy cái tác dụng đã rõ ràng. Như vậy thì đây là một cái liệu pháp mà không phải đòi hỏi người bệnh phải khổ cực, phải thêm nhiều nghị lực để chờ đợi đâu. Mà trái lại nếu được hướng dẫn rõ ràng, được giải thích rõ thì người bệnh có thể ghi nhận là cái tác dụng đã có sau vài ngày áp dụng. Thưa tất cả quý vị, đến đây thì chương trình Sinh Lực và Sắc Đẹp cũng đã khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần sau. Quý vị thính giả có thể đón nghe FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đón nghe trên tần số FM 103.2 MHz và FM 93.8 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu. Khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đón nghe trên tần số FM 89.4 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, và FM 96.6 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Khu vực miền Trung đón nghe trên tần số FM 96.3 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, và FM 93 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Khu vực đồng bằng sông Hồng đón nghe trên tần số FM 95.1 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH, kênh radio đáng nghe, tích hợp đa phương tiện.